tất cả những dòng xe mà đánh lửa xoay chiều ấy, còn zin ấy đó, mà mình muốn chế nó điện qua điện một chiều, điện đánh lửa bình, thì nó có hai dòng này. Đây này, cục này thì nếu bây giờ cắm vào rắc zin này thì nó là điện, nó là bình thường là zin. Còn nếu mà mình muốn chế con lửa bình thì nó có cái rắc rời đây, mình câu này vào điện sau khóa là xong. Còn lại tất cả cắm như zin đó, câu này vào sau khóa là xong rồi. Rồi mình xài cái này thì nó không bền mấy, mình xài cái này nó ổn định hơn. IC của AT đánh lửa bình, phải là IC AT đánh lửa bình nha, đi AT lớn nha. IC lớn, còn cái này có đoạn IC của AT và nó nhỏ là đánh lửa nguồn, không phải. Còn cái này đánh lửa bình nó lớn này. Thì nói ở đây nó có 6 dây, thì dây số 1 này bỏ này, dây số 2 là nguồn sau khóa, rồi chân số 3 là moving sườn, chân số 4 là mát, chân số 5 là kích, số 6 là mát. Thì chân số 4 chân số 6 đều là mát cả, mình đấu chung nhau luôn, ra một dây cho trụ vào nhau, ra một dây câu vào mát đó, câu vào mát. Còn là chân số 5 kích thì câu vào kích, moving sườn câu vào dây moving sườn. Còn dây số 1 bỏ, dây số 2 thì là sau khóa là xong. Đó, để mình chế cho nó qua điện đánh lửa bình, điện nó sẽ khỏe hơn. Nếu như xe mà không có bình thì phải kêu người ta gắn bình, hoặc là phải kiếm cái bình cũ bỏ vào đấy để cho nó điện nó ổn định. Đó, ok.